là xe tải nhưng không bị cấm giờ. Xin chào quý khách hàng, em ở Đông, nhân viên đối với hàng ô tô An Sương. Hôm nay em giới thiệu với anh chị một mẫu xe ra mắt vào đầu tháng 9 năm 2022. Đây là một mẫu xe thuộc nhà máy Shinhan Motor, mang tên là SRM 868. Một mẫu xe mới, một phong cách mới. Phía trước thì chiếc xe được trang bị một cái mặt nạ chrome kèm theo một logo được mạ toàn bộ chrome. Và cái mặt chrome này thì được tích hợp với lại một cái hốc gió tản nhiệt. Phía dưới cũng là một hốc gió tản nhiệt. Và bên đây thì được trang bị bộ đèn gồm một đèn đi cầu tích hợp pha cốt, một đèn đờ bi và một dãy led xi nhan. Sau đây em sẽ mở led xi nhan cho quý anh chị xem. Một dãy led theo thiên hướng khá là hiện đại. Và phía dưới xe được trang bị một cái đèn sương mù. Đèn sương mù này thì cũng là một cái rời phá cách bốn bóng led nhỏ. Ngoài ra chiếc xe được tích hợp xi nhan bên kính hậu. Đây là một điều chỉ có ở xe du lịch. Nhưng mà đây, một mẫu xe tải cũng được trang bị theo thiên hướng hiện đại. Xe tải van, chiếc xe này được trang bị hệ thống phụ độc lập ở phía trước. Và điều đặc biệt là bánh xe, chiếc xe được trang bị một cái lốp xe mang thông số là 195R15. Và ngoài ra chiếc xe được nhà máy trang bị sẵn một cái ốp mâm mang logo thương hiệu SRM. Và phía sau thì xe được trang bị vẫn là hệ thống phục lá nhíp để chịu tải. Bánh xe phía sau cũng được ốp mâm mang thương hiệu SRM. Thể xe có chiều dài là 4,5m, chiều rộng là 1,7m và chiều cao là 2m. Xe được trang bị hai cửa lùa. Và phía sau của xe được trang bị hai dãy đèn dạng chữ Y. Và ngoài ra đây là một cái camera lùi được nhà máy trang bị sẵn. Và xe được trang bị sẵn hệ thống cảm biến lùi. Và đây là ba cái hệ thống cảm biến lùi của xe. Về mặt thùng xe, đây là cái cửa theo dạng ti đẩy. Thùng xe kích thước là 2,5m, chiều dài là lọc vòng thùng và chiều cao là 1,3m, chiều rộng là 1,4m, được cải tiến so với xe SRM X30. Tải trọng của xe thì như tên xe, xe có tải trọng là 868, một con số rất là may mắn. Thùng hàng thì rất là ổn định và sàn được trang bị là sàn inox nhập lá me. Và bên hông cũng có trang bị một cái lớp inox nhập lá me để tránh chảy xước. Và trên trần thì xe được bọc nỉ, có một cái đèn trong thùng xe. Thì đây là một cái mặt vách ngăn cách biệt độc lập thùng xe và cabin xe. Đây là một vách ngăn tôn nhà máy. Đây có hiện độ bo là làm cho cái cabin bé rất là thoải mái. Về phần cabin của xe thì đập vào mắt, chiếc xe mang một tông màu khá là sáng, thể hiện sự sang trọng. Và bên từ trái qua phải thì bên đây chiếc xe được trang bị một cái kính chỉnh điện auto một chạm, rất là tiện cho các bác tài. Đây là một cái tay khóa cửa được mạ chrome hoàn toàn. Và phía dưới được trang bị một cái hốc để đồ, tiện lợi cho các bác tài. Trước mặt thì được trang bị một cái vô lăng tròn ba chấu. Chiếc xe này được trang bị hệ thống trợ lực điện. Thì chiếc vô lăng này sau khi vào đề máy thì đây, sự khác biệt hoàn toàn của trợ lực điện. Và tiếp theo thì phía trước thì mặt hình tắp lô.
với một cái đồng hồ được trang bị đầy đủ các tính năng, và trên cái mặt táp lô thì được nhà máy đúc nhựa nguyên khối, thể hiện sự liền mạch và tinh tế của xe. Và trên màn hình thì nhà máy trang bị trên xe một cái màn hình cảm ứng, được đủ cái thông số cần thiết. Và phía dưới thì đây là một cái dàn lạnh, đây dàn lạnh theo xe khá là mát. Màn lạnh có 4 hốc gió làm mát, và đây là các núm vặn điều chỉnh gió trong nước ngoài, máy lạnh và hướng của hướng gió. Và tiếp theo thì đây một cái hộp sạc và một cái tẩu thì trang bị nhà máy trang bị sẵn. Và điểm đặc biệt của chiếc xe, đây là một cái cần số được nhà máy thiết kế theo dạng phá cách thể thao, nhìn rất là hiện đại. Và điểm khác biệt thứ hai nữa là nhà máy trang bị trên xe sẵn một cái ghế được bọc da, đây là cái ghế bọc da, và điều chỉnh được 4 hướng nhờ một cái mặt vách ngăn kính mang góc bo, thì xe vẫn được hạ ghế lên xuống thoải mái các bác tài. Và đặc biệt nữa, đây là một cái tay nắm được trang bị trên chiếc xe tải van, và được trang bị bên tài là một cái tay nắm ở đây, và bên phụ có hai tay nắm đây hỗ trợ việc lên xuống cho tài xế và phụ xe. Đây là một phần trải nghiệm ngắn của em đối với chiếc xe SRM 868. Chiếc xe mang như mình động cơ là 1.6, nhưng mà sau khi đề thì em thấy rất là êm, hầu như không nghe tiếng máy. Wow, một hành trình rất là dễ, cồn rất là nhẹ. Và điều đặc biệt của chiếc xe được nhà máy trang bị sẵn như em đã giới thiệu là một cái cam lùi. Đây là một cái cam lùi, và đây là một cái cảm biến lùi của xe 2,5 m. Khi mà có vật trong khoảng đó thì xe sẽ cảnh báo. Đây có một cái chướng ngại vật bên phải của xe, và xe đã báo theo cảm biến. Đây là một điều rất là cải tiến của xe, khi mà xe rất quan trọng khi xe vận chuyển trong nội thành phố. Đường thì được cho là nhỏ mà đông người thì rất là đông, xe cộ rất là nhiều, hỗ trợ cho các bác tài rất là nhiều trong việc vận chuyển hàng hóa trong đường nội thành phố. Và giới thiệu lại thì xe này đặc biệt là không bị cấm về cấm tải thành phố, một chiếc xe rất là thích hợp để di chuyển thành phố. Và sau đây thì em xin giới thiệu một phần động cơ của xe. Xin mời quý vị. Phần động cơ, xe được mang trên mình một động cơ là 1.6 và sử dụng 4 xi lanh thẳng hàng với công suất là 85 kW trên 5.400 vòng một phút. Chiếc xe được cải tiến tiêu chuẩn Euro 5, có một hai cái cảm biến trục cam và sử dụng là mô bin đơn. Và tổng thể, đây là chiếc xe tải van SRM 868 thuộc nhà máy Sinoray Moto. Đây là chiếc xe tải van được ra mắt đầu tháng 9 năm 2022. Thì để chào mừng cái sự ra mắt này thì nhà máy có một khuyến mại đặc biệt. Khi mà quý khách hàng đặt xe vào cái lô đầu tiên thì sẽ được miễn phí thay đổi màu của chiếc xe theo yêu cầu thể sở thích. Và chiếc xe này thì có giá đề xuất của nhà máy là 330 triệu chưa bao gồm chi phí giấy tờ lăn bánh. Thì đây là một mẫu xe tải van mang theo một cách là thể thao, sự hiện đại, và thùng hàng là dài lọt cùng thùng là 2,5 m, chiều cao 1,3 m và chiều rộng là 1,4 m. Thì mang trong mình sử dụng bánh xe là R195 R15, một chiếc xe rất là phù hợp để vận chuyển hàng hóa trong nội thành phố. Vừa rồi mới giới thiệu tổng thể chiếc xe tải van SRM 868 này. Thì ngoài ra quý anh chị muốn tham khảo thì kèm giấy tiếp xe có thể là em ở Đông, chỉ biết thứ mạng của tôi An Sương, số điện thoại là 0909 39066. Ngoài ra cũng hỗ trợ trả góp cho quý anh chị chiếc xe này từ 100 triệu có thể lấy xe về nhà. Xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại.